Vì sao mẹ bầu thường xuyên cảm thấy đói đêm khi mà mang thai? Điều này xảy ra ở đại đa số các mẹ bầu. Thì nguyên nhân là vì đâu? Trên thực tế thì sau những cái cơn ốm nghén trong cái tam cá nguyệt đầu tiên là 3 tháng đầu tiên qua đi thì cái cảm giác thèm ăn của người mẹ thường là sẽ tăng lên ở những cái tam cá nguyệt tiếp theo. Thậm chí là dù bạn ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì lúc nào cũng trong tình trạng là cảm thấy là đói và mình thường xuyên thức giấc vào ban đêm vì cảm giác đói làm phiền khiến cho là không thể ngủ nổi. Giống như bản thân mình cũng vậy, mình đang mang thai bây giờ là 36 tuần, ngày nào cũng trong tình trạng là bị đói đêm. Mặc dù là ban ngày mình cũng ăn khá là nhiều rồi nhưng mà ban đêm mình vẫn có cảm giác đói, đói cồn cào và nhiều khi đói mà đến nỗi là em bé cũng đạp rất là mạnh để thúc giục mình đi ăn á. Đó. Thì trước tiên thì nó không cần bất kỳ cái bằng chứng khoa học nào thì mẹ vẫn có thể biết rằng là cái việc mà nuôi dưỡng một em bé trong bụng thì đòi hỏi rất là nhiều năng lượng từ cái thực phẩm mà người mẹ ăn vào. Thực chất thì em bé cũng có cái nhu cầu calo riêng. Thêm vào đó thì tử cung của bạn đang tăng về cái kích thước và thể tích máu trong cơ thể cũng đang tăng lên khi mà mang thai. Vì vậy mà cơ thể phải làm việc thêm giờ để có thể đáp ứng được cái nhu cầu quan trọng này. Sự thay đổi về nội tiết tố cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái mức độ đói của bạn. Nói cách khác là sự dao động của hormone estrogen và progesterone có thể làm tăng cái cảm giác thèm ăn của bạn và khiến bạn thức dậy vào ban đêm với cảm giác đói bụng. Và một số thay đổi khác diễn ra trong thai kỳ là cái quá trình trao đổi chất của cơ thể người mẹ. Tốc độ trao đổi chất của bạn có thể tăng lên trong suốt thai kỳ để đáp ứng cái nhu cầu là nuôi dưỡng một em bé đang lớn dần lên trong bụng của mình. Do đó thì mẹ bầu cũng có thể cảm thấy đói thường xuyên hơn. Thêm vào nữa là việc mà mẹ có nhu cầu ăn nhiều hơn so với trước khi mang thai là vì lượng calo cần thiết hàng ngày cũng có sự thay đổi. Cụ thể là lượng calo khuyến nghị cho cái người phụ nữ mà mang thai ấy, thì là khoảng là 1.800 cho đến 2.000 kcal mỗi ngày. Con số này sẽ phụ thuộc vào cân nặng, cái chỉ số BMI của người mẹ trước khi mang thai nữa. Những người mẹ có thể là sẽ cần thêm khoảng 200 calo nữa khi bước sang cái tam cá nguyệt thứ hai hoặc là thứ ba, tùy thuộc vào cái mức độ hoạt động và mang thai đơn hay là mang đa thai đó. Và cái việc mà người mẹ thường xuyên là mình ăn khuya như vậy thì nó có tốt hay không? Mặc dù là cái cảm giác mà đói bụng thường xuyên khi mang thai là cái điều hoàn toàn là bình thường, nhưng mà cái việc mà ăn khuya thì nó không phải là cái thói quen ăn uống được khuyến khích trong thai kỳ. Cần lưu ý đây là bữa ăn khuya rất trễ hoặc thức dậy lúc nửa đêm để ăn, nó sẽ khác với bữa ăn nhẹ sớm trước khi đi ngủ. Trong một số trường hợp được khuyến cáo thì theo một số nghiên cứu, mẹ bầu ăn khuya và có chế độ ăn uống kém ý, khi mà mang thai thì có nhiều khả năng là mình sẽ dễ bị tăng cân hơn. Như hôm trước mình có đăng một cái video là mình đã phải thức giấc đêm để dậy ăn thêm đồ ăn. Thì có rất là nhiều chị em cũng vào góp ý với mình là ăn đêm mà mình nên chọn những cái thực phẩm, ví dụ như các loại hạt này, sữa phô mai và một số các đồ ăn, ví dụ như súp, chứ không nên ăn những đồ ăn tinh bột hay là đồ ăn chiên rán, bởi vì là những cái đó thì nó sẽ làm cho mình dễ bị tăng cân hơn. Đó thì mình cũng khá là tiếp thu bởi vì là bản thân mình thì khi đó thì trong trong nhà cũng không còn quá nhiều đồ nên là mình khi đó đói mình chỉ quan tâm là mình ăn thì có thể là no và mình có thể ngủ ngon hơn thôi. Đó. Và theo cái một nghiên cứu thì nghiên cứu này nó cũng chỉ ra rằng là mẹ bầu ăn khuya thì có thể là giữ cân nặng từ 5 cân trở lên với cái nguy cơ là cao gấp 3 lần trong 18 tháng sau sinh. Và cái việc mà tăng cân quá mức khuyến nghị dù ở cái giai đoạn nào của cuộc đời thì đều sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Nguyên nhân là vì cái chất béo mà cơ thể mẹ giữ lại thường là được tích tụ trong khoang bụng và hình thành mỡ nội tạng.
Và cái tình trạng này dễ gây ra nhiều cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ví dụ như là bệnh tim này, tiểu đường. Đó là hai bệnh điển hình về sau. Và đối với cái vấn đề là bà bầu ăn khuya có tốt hay không ấy, thì một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng là cái việc ăn khuya ấy, là ăn một bữa ăn rất là trễ, giàu năng lượng, và hoặc là thức giấc lúc nửa đêm để ăn, thì khi mang thai có liên quan đến các rối loạn đường huyết trong thai kỳ cao hơn. Điều này có thể là nguyên nhân hoặc là hậu quả. Đây có thể là cái kết quả của việc là mẹ bầu ăn uống không lành mạnh trong cái bữa khuya, và sự gia tăng cái lượng đường trong máu nó liên quan đến việc ăn khuya chủ yếu là do cái lượng carbon hydrate. Nói tóm lại thì ăn khuya khi mà mang thai thì sẽ không được khuyến khích, bởi vì là nhiều lý do sức khỏe khác nhau. Cơ thể của bạn được mặc định là chuyển hóa thức ăn vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Chính vì thế mà cái việc mà dung nạp nhiều calo vào ban đêm hơn ban ngày thì nó sẽ phá vỡ cái nhịp điệu trao đổi chất của các cơ quan khác, ví dụ như là gan này, dạ dày này, tuyến tụy này. Hơn nữa thì thói quen ăn khuya nó cũng khiến cho người mẹ đi ngủ muộn hơn và dễ dàng gây tăng cân quá mức đó. Đó, và làm sao để mình có thể đối phó với cái cơn đói bụng vào ban đêm thì mình bổ sung những cái thực phẩm giàu chất xơ vào bữa tối. Mình không đi ngủ với cái bụng đói. Tức nghĩa là mình nên có một cái bữa phụ nhỏ trước khi đi ngủ. Ví dụ như thể là trái cây này, ngũ cốc nguyên hạt và cùng với là sữa chua nữa. Thì cái việc mà mình ăn nhiều cái thực phẩm ví dụ như là chất xơ ấy thì sẽ giúp cho mẹ bầu không chỉ là no lâu đâu mà nó còn ngăn ngừa cái tình trạng táo bón nữa. Đó thì là một trong số những cái cách mà các mâm có thể làm. Mình hạn chế những cái thực phẩm chế biến sẵn và mình bổ sung đủ nước, tránh các thực phẩm khó tiêu hoặc gây ợ nóng. Thì như vừa rồi đó, mình có chia sẻ rằng là mình có đăng một cái video lên, thì mình có khi đó hay là mình có ăn trứng ốp nữa, thì các chị cũng có góp ý với mình là không nên ăn bởi vì sẽ gây khó tiêu. Đúng vậy, những cái sản phẩm mà gây khó tiêu và gây ợ nóng thì không được khuyến khích, ví dụ như đồ ăn chiên rán này, đồ ăn có nhiều dầu mỡ đó, thì nó sẽ gây cho cái cảm giác ợ nóng của mẹ bầu tăng lên và gây khó chịu nhiều hơn cho mẹ bầu khi mà mang thai đó. Thì trên đây là một số những cái nguyên nhân mà mẹ bầu vì sao lại đói này, và những cái nguy cơ tiềm ẩn khi mà mẹ bầu ăn đêm nhiều và cái đấy không được khuyến khích sẽ làm tăng cân quá nhiều. Đồng thời là mình cũng đưa ra một số cái biện pháp, tức nghĩa là mình ăn cái bữa ăn phụ nhỏ trước khi đi ngủ, không được để bụng đói khi mà mình đi ngủ này, uống đủ nước này, và bữa tối thì mình nên ăn nhiều cái thực phẩm chất xơ lên hoặc là các loại hạt, và đồng thời là mình hạn chế ăn những cái thực phẩm ăn đêm, thì hạn chế ăn những cái thực phẩm mà khó tiêu và gây ợ nóng, ví dụ như là đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn chiên rán. Cảm ơn các mâm rất là nhiều, chúc các mâm có một thai kỳ khỏe mạnh.